Lại là thứ sáu của chủ đề kinh dị, nhưng hôm nay không phải là recap phim cho anh em đỡ bảo tôi là lôi phim cũ ra để làm. Đây là review phim và sẽ cố gắng không spoil một tí nào hết. Chủ đề của ngày hôm nay sẽ là một bộ phim ma Thái Lan mà qua trailer thì khá là hứa hẹn. Vậy liệu phim có đáng tiền vé, tiền bỏng nước? Hãy theo dõi đến cuối video để có câu trả lời. Tà chú cấm là phim ma Thái Lan với tựa đề quốc tế là Home for Rent. Và tên gốc tiếng Thái Lan cũng có ý nghĩa như thế luôn. Còn về Việt Nam thì mấy ông dịch thuật cứ khoái giật tít cho nó kêu. Tin tôi đi, cái tên Home for Rent nó khá là hợp với nội dung phim hơn hẳn cái bản Việt sắp kia. Còn tại sao hợp thì xem phim đi nhá, nó ra lại bảo tôi spoil. Rồi thì bên dịch thuật nhiều khi cũng khó, chắc là để tà chú cấm cho nghe bí ẩn, tăng tính tò mò cho khán giả. Nhưng với tôi thì một bộ phim tên Nhà cho thuê mà lại là thể loại kinh dị thì tôi thẻ đây, quẹt đi. Đó là một chút nhận xét linh tinh về dịch thuật. Còn về ấn tượng ban đầu của tôi thì là gì nhỉ? Không phải là diễn viên, tôi không nhớ được diễn viên nào của Thái Lan. Không phải chủ đề, tà giáo trên phim làm sao mà đáng sợ bằng tà giáo trong phim tài liệu. Lý do là đây, ngay trên cái poster này, đến từ nhà sản xuất của The Medium, một bộ phim không quá nổi tiếng. Thậm chí nhiều người không phải là fan của phim kinh dị thì cũng đã nghe tới cái tên này vài lần trong đời. The Medium là một bộ phim thuộc thể loại found footage, theo chân một bà đồng ở Thái Lan trong công cuộc giải cứu đứa cháu bị nhập. The Medium ghi điểm nhờ phong cách found footage tạo cảm giác chân thực, mà đặc biệt là lại có nhiều nét tương đồng với văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan, khiến chúng ta thực sự ước ở rạp phim có bán combo bỏng, nước, quần thay thế. Ngoài ra thì phim có doanh thu đứng đầu phòng vé Thái Lan trong 3 tuần đầu công chiếu và là bộ phim Thái Lan có doanh thu cao thứ 3 trong năm. Với những thành công khá là vang dội đó, thì chưa gì tôi đã có thiện cảm với nhà sản xuất này ngay rồi. Và tà chú cấm thì sao? Đầu tiên là về nội dung, phim kể về gia đình Ninh, ông chồng 6 múi cơ Win và cô con gái 7 tuổi Inh. Vì gặp khó khăn về tài chính nên họ phải chuyển ra căn chung cư nhỏ và cho thuê lại căn nhà của cơ Win. Người đến thuê là bác sĩ Ratche, mà ai xem trailer cũng biết bà này là giáo chủ tà giáo các thứ. Từ ngày bà này chuyển đến thì rất nhiều chuyện lạ đã xảy ra. Cơ Win cứ 4 giờ sáng là ra khỏi phòng. Và tại sao Ninh lại không nghĩ anh đi ngoại tình như 90% bà vợ châu Á khác? Bởi vì bà hàng xóm nhà cũ báo lại là Ratche cứ đúng đến 4 giờ sáng là lại bắt đầu làm lễ niệm chú. Kerwin còn tòi ra một hình xăm lạ trên ngực, trông giống búp măng non hoặc là tìm trọng tâm tam giác của cấp 2. Nó chính là biểu tượng của tà giáo của Ratche. Sau nhiều pha hù dọa các thứ, Ninh phát hiện ra tà giáo này đang nhắm đến Inh, nên cố gắng tìm cách để cứu con gái khỏi Ratche, khỏi ông bố. Kerwin có vẻ đã ngu muội và bị tẩy não, nhưng thật sự có phải là như thế không? Ừ thì đúng là như thế, nhưng có ẩn khúc bên trong, thế nên mới dài đến 2 tiếng chứ không thì chỉ 90 phút như phần nhiều những phim kinh dị khác. Phim khai thác góc nhìn của ba nhân vật là Ninh, Kerwin và Ratche xung quanh những gì đã xảy ra. Như thế giúp khán giả có góc nhìn tổng quan và thấu hiểu được động cơ của từng nhân vật này hơn. Đây chính là điểm thú vị cuốn hút người xem hơn hẳn đây này. Bởi vì thứ mà bạn vừa mới ồ à khi nhận ra chưa chắc đã là sự thật. Việc đạo diễn quay vòng vòng như thế khiến cái kết trở nên khó đoán. Và với tôi thì đây là một điểm cộng, vì cách kể chuyện này khiến tôi phải tập trung vào phim cho đến tận cùng. Tuy nhiên thì việc khai thác ba góc nhìn có vẻ khiến nhịp phim bị quá nhanh. Từ đoạn cuộc sống yên ổn đến lúc chật vật bị ám nhanh như lật tay. Kịch bản phim thì khá khá nhưng pha plot twist. Nhìn chung thì các chi tiết quan trọng được kết nối với nhau hợp lý, sự thay đổi về cảm xúc nhân vật hợp lý với hoàn cảnh. Đa số các chi tiết đều được giải thích cẩn thận như một bộ phim hack não đúng nghĩa. Nhưng mà phim dĩ nhiên vẫn có sạ, điển hình là câu chuyện tồn tại ở rất nhiều bộ phim. Đấy là tại sao không báo cảnh sát từ lúc biết nó là tà giáo đi. Thêm vào đó là một vài chi tiết vô lý đến mức buồn cười, như là đoạn Ninh mặc áo crop top váy bó nhưng vẫn cài được một quyển sổ sau đít mà ông chồng không hề biết. Đấy là một ví dụ. Còn nhiều cái nói ra thì lộ nội dung phim mất. May mắn là mấy cái đó chỉ dở hơi buồn cười thì thôi, chứ cũng không ảnh hưởng lắm đến mạch truyện chính. Chỉ là phim nếu có thể chăm chút thêm tí nữa thì hoàn hảo luôn. Về bố cục thì tôi không thích cách làm của đạo diễn. Với bộ phim về tà giáo thì chúng ta sẽ mặc định tà giáo là xấu và không thắc mắc quá nhiều về lý do đằng sau tại sao nó lại làm như thế. Kiểu gì chả thờ quỷ, thờ đấng rồi hiến tế. Thế nên là qua phần đầu là góc nhìn của Ninh thì tình tiết chưa đem lại sự khó hiểu bức bối, kiểu chưa hình thành được nút thắt của phim ấy. Cảm giác Ninh vẫn chưa bất lực đến mức như bà mẹ trong Incantation để cứu con. Thế mà phim đã quay ra giải thích sứ rồi. Việc mọi người biết chân tướng sự việc quá sớm sẽ khiến cho cao trào ở cuối phim hơi hẫng. Người xem chỉ hơi sợ chứ không sợ lắm. Mà phần combat cũng không đủ căng để có thể gánh được. Ai xem The Conjuring ma xui quỷ khiến rồi sẽ hiểu cảm giác đấy. May ra có một plot twist để cứu vớt phần nào, nhưng mà tôi vẫn thấy nó hơi gượng. Hay ý đồ của đạo diễn là nếu bạn có đủ tri thức thì tà giáo cũng không đáng sợ đến thế chăng? Ý kiến của các chế như nào? Hãy để lại ở dưới phần comment nhé. Tiếp theo là nhận xét về những yếu tố kinh dị, thứ mà chúng ta mong chờ nhất. Phim được chia làm 3 đoạn rõ ràng. Đầu tiên là góc nhìn của Ninh, người không biết gì cả. Đoạn này sợ vớ lờ. Tiếp theo là góc nhìn của Kerwin, người tưởng gì cũng biết mà hóa ra bị lừa. Đoạn này thì hồi hộp vì bí ẩn của tà giáo. Cuối cùng là góc nhìn của Ratche, trùm cuối. Wow, cái gì mà bạn đấm được thì nó cũng không đáng sợ đến thế nữa. Thế nên đa số các pha jump scare là đều ở phần đầu với góc nhìn của Ninh. Phần này hội tụ đầy đủ các phần của những phim kinh dị bình thường, từ giới thiệu cuộc sống, bắt đầu tiếp xúc với tà giáo,
những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra trong sự bất lực của Ninh. Chính vì thế, như tôi đã nói, nhịp phim đoạn này bị hơi nhanh quá, giá mà đạo diễn đầu tư thêm. Chi tiết kinh dị được khai thác trong phim hoàn toàn thuộc thể loại tâm linh, nghĩa là ma quỷ các thứ ẩn hiện dọa người thôi, chứ không có quái vật, không có áp lực tâm lý. Một số phân cảnh giết người thì được cắt hết đi, không rõ là do kiểm duyệt của Việt Nam hay là phim gốc nó đã thế rồi. Phần máu me cũng gần như không có, loanh quanh cũng chỉ có mấy cảnh vẽ bùa chú, tức là phần kinh dị hoàn toàn khai thác xung quanh chủ đề tâm linh, đào bới những nỗi sợ nguyên thủy của loài người, bóng tối và tất cả những thứ khác trong bóng tối, như trẻ em, máu, quạ, búp bê hay bất cứ cái gì khác vụt qua xuất hiện trong đêm. Ừ thì sau 1000 bộ phim với tình tiết y hệt như thế thì tôi vẫn sợ. Làm gì biết được cái gì sẽ sồ ra từ cánh cửa tủ quần áo, đúng không? Ánh sáng của phim làm vừa đủ, không bị tối hù, nó vừa đủ mập mờ để mình hồi hộp sợ hãi. Thậm chí có những đoạn ban ngày sáng rực rỡ đến nỗi khiến bạn quên sừ mất đây là phim ma. Thế nên là nhìn ánh sáng cũng có thể đoán được là lúc nào bạn nên nhắm mắt lại. Chọn khai thác nỗi sợ bóng tối nên dĩ nhiên cách dùng ánh sáng cũng không khó đoán quá. Nhiều đoạn tôi biết trước là sẽ phải sợ thì đúng là tôi phải sợ thật. Kiểu là đôi khi sự căng thẳng nó bóp nghẹt mình còn đáng sợ hơn cả một cái jump scare vô tri ấy. Tuy nhiên thì các chi tiết kinh dị trong phim không mang tính biểu tượng lắm, và nó không gây ám ảnh sau khi xem xong nhiều. Kiểu cả đám dí mặt vào quyển sách cầu khấn. Nhìn chung là sau khi ra khỏi rạp mọi người sẽ không nhớ về nó như một bộ phim ma, mà sẽ mải cãi nhau để giải thích cái kết. Kỹ xảo của phim cũng không có gì để chê lắm. Đa số ma quỷ đều xuất hiện thoáng chốc và đều vào ban đêm, nên xấu đẹp gì cũng chỉ thoáng qua. Nói chung là vừa đủ để làm cái việc mà nó phải làm. Về phần âm nhạc, âm nhạc là một phần rất quan trọng trong mọi bộ phim. Với phim kinh dị thì nó góp phần lớn vào độ đáng sợ của một pha jumpscare. Phụ trách âm nhạc của phim là Hua Lampong Rip Dim, người thổi hồn vào nhiều bộ phim thành công khác của Thái Lan như Bad Genius, Friend Zone hay là One Day. Thế nên phần âm thanh vẫn bổ trợ rất tốt cho phim, phù hợp với từng phân đoạn trong câu chuyện. Chỉ có là bạn nào ghét tiếng ồn thì có thể khó chịu với những đoạn cầu khấn. Âm thanh như này mà được nghe qua tai nghe One Audio F2 của DJ thì chẳng thua gì ngoài rạp. Vì chiếc tai nghe này có chất âm hay chuẩn DJ, nhịp bay sống động với mảng loa 10mm, đã thế còn xinh xẻo với thiết kế họa tiết hình đĩa than, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, mà giá chỉ có 590k. Anh em mà lướt xuống dưới, bấm vào link tôi để ở phần mô tả, thì lại còn được giảm giá thêm nữa. Tôi ủng hộ bạn ra ngay đồ chơi công nghệ 7 để tậu con tai nghe ngon chết này. Quay trở lại thì về phần diễn xuất, thú thực là tôi cũng chẳng biết dàn diễn viên chính là những ai cả, vì là tôi cũng không theo dõi diễn viên Thái Lan. Và cũng vì diễn viên này cũng chưa vươn tầm quốc tế. Qua tìm hiểu thì nam chính được gọi là quốc bảo của Thái Lan. Anh này giỏi từ kinh doanh đến hát hò, lại còn là diễn viên kỳ cựu, trông profile chắc chỉ thua Đàm Vĩnh Hưng thôi. Nữ chính thì là một hot girl nổi tiếng, mà nổi nhất là có lấy một ông chồng tỷ phú. Diễn viên đóng vai Ratche này thì hơi quen mặt một tí, vì từng diễn một vai nhỏ trong The Hangover 2. Nhận xét chung của tôi là diễn xuất của họ đủ tốt để dẫn dắt khán giả vào mạch cảm xúc của phim. Kể cả diễn viên nhí đóng vai Inh cũng có nét diễn rất tự nhiên, không bị gượng gạo. Cô bé hoàn toàn có đất diễn, chứ không phải kiểu chỉ cho vào rồi ngồi khóc lóc chỉ trò các thứ để tăng phần kịch tính. Điểm không hợp lý duy nhất là nam chính 6 múi body chảy nước miếng quá, không giống một ông chồng trung niên làm kỹ sư tí nào. Có mấy cảnh gần như là cố tình thêm thắt để khoe body luôn. Cái này thì tôi cũng không chắc là có phải là điểm cộng hay không. Đấy là phần review chi tiết về phim. Tôi chấm điểm Chipu trên Tỷ Tỷ Đạp Sóng Cưỡi Gió. Chốt lại là Tà Chú Cấm không phải là phim kinh dị nặng đô, cũng không phải là một phim hách não quá mức. Hai yếu tố trên đều đạt ở mức trung bình khá, cái mức mà kiểu gì cũng có bài chê, nhưng cũng chẳng nhiều người quan tâm lắm. Như tôi đi xem thì thấy cũng không sợ lắm, nhưng trong rạp thì vẫn có người hú hét, lấy bỏng che mặt các thứ. Thế thì phim này dành cho ai? Dành cho người muốn được giải trí, người thích xem phim ma nhưng mà lại sợ ma, người sợ ma nhưng cần lấy le với gái, người đi làm muốn dùng chút nỗi sợ để đánh bay mệt mỏi mà không bị sợ quá để về nhà đi vệ sinh cho nó yên tâm, người thích xem phim plot twist thì nhấc cái đít lên và ra rạp thôi. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.